quên. Quên mất tờ giấy chứng nhận mình đã là người tự do. Chúng ta cãi cọ với nhau rất nhiều trận, nhưng rồi cuối cùng ly hôn thì lại thuận hòa. Buồn cười nhỉ. Bây giờ ngoài danh xưng là bố mẹ của Bon thì tôi với anh là người dưng nước lã rồi đấy. Cho anh xin lỗi. Có nhiều lúc anh thật sự đã quá đáng. Nhận lời xin lỗi anh nha. Anh nhất định bán tất cả mọi thứ chứ không chịu nợ tôi à? Anh đúng là sĩ gái thật sự luôn đấy. Sĩ với mẹ của Bon xứng đáng mà. Uống với anh vài ly nhé. Uống rượu liên hoan chia tay à? Thôi, đi uống về rồi Bon nó lại say đấy. Về đây. Anh chỉ muốn nói với em là làm đồng minh với em rất là vui. Xét cho cùng, chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu được không ạ? Tôi thì tôi nghĩ chúng nó sống với nhau không phải là không có tình cảm. Đưa có tình cảm là con Thư, mà tình cảm một phía nó cũng dai dứt lắm. Chia tay sớm cũng tốt. Tôi vẫn rất quý thằng Vũ. Sau này nó có đến với cô kia, ông bà cũng đừng cản nó. Chắc là anh không biết cái cô gái mà anh nghĩ rằng người yêu của thằng Vũ thì cũng chính là người đã làm cho thằng Vũ táng gia bại sản. Cô ta trả thù tình chuyện 10 năm trước, vợ chồng tôi cũng lao đao. Thằng Vũ nói với tôi công ty đang gặp rối ren. Tôi tưởng chỉ là nó mất hết tình. Nhưng có điều rất lạ là nó không cần sự trợ giúp của vợ chồng tôi. Tôi thật với anh, thì con mình nó lâm vào đường cùng, tôi xót lắm. Mà tôi không hiểu tại sao chúng nó là cái phải kiên quyết bỏ nhau trong thời điểm này. Cái thời điểm mà thằng Vũ nó rất cần có điểm tựa. Nó là một thằng tự trọng. Nhưng chúng nó sống với nhau, chúng nó cũng có tình cảm. Nhưng khi bây giờ nó mất hết rồi, nó không có tư cách gì để níu giữ con Thư lại. Tôi lại đã sai. Tôi không biết chuyện công ty nhà ông. Nếu biết, tôi đã không hối thúc hai đứa ly hôn vào thời điểm này. Tôi chỉ nghĩ ly hôn sớm cũng tốt, để con Thư nó đỡ dày dứt, đỡ đau khổ. Thư gấp đôi nhé. Con thử cho nó ăn xem nào. Sao bố suốt ngày thủng mấy câu của con ấy? Con à? Đấy ông đi. Con ngoan thì cho con ăn nhá. Con ăn đi không đói.
nó không ăn đâu con ạ. Dù nào à, ông đây, ông đây à. Ngoan nhá, ăn cho đỡ đói nhá. À, đây ông đây, ông đây, ông đây, ông đây. Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ đây, mẹ đây rồi. Mẹ đây. Ngồi nào, lên nhà đi. Ngồi lên nhà nhá. Hứa. Chứ làm như cái nhà này chưa có ai ly hôn không bằng ấy.